Theo tờ Daily Mail mới đây, các bác sĩ Ấn Độ đã loại bỏ thành công khối u buồng trứng lớn nhất thế giới với trọng lượng hơn 50kg ra khỏi bụng của một người phụ nữ 52 tuổi. Người phụ nữ giấu tên đến bệnh viện với cái bụng phình to dị thường. Ngoài ra, cân nặng của cô cũng đã tăng lên hơn 107kg. Chính vì điều này mà người phụ nữ không thể đi lại được và các chi bắt đầu sưng phù lên. Qua kiểm tra, các bác sĩ tại bệnh viện Indraprastha Apollo ở New Delhi đã phát hiện khối u khổng lồ phát triển trong buồng trứng của người phụ nữ. Nó chiếm mất 45% cân nặng toàn cơ thể của người phụ nữ. Bác sĩ Arun là người thực hiện việc loại bỏ khối u khổng lồ. Anh nói, trong suốt hơn 3 thập kỷ hành nghề, tôi chưa từng chứng kiến khối u nào to đến vậy. Quá trình phẫu thuật kéo dài 180 phút và việc bệnh nhân này hồi phục tốt cũng đáng được xem là phép màu. Các bác sĩ tin rằng khối u phát triển lớn như vậy có thể dẫn tới nổ tung buồng trứng nếu không được chữa trị kịp thời. Được biết, một ngày sau ca phẫu thuật, bệnh nhân nữ nói trên đã được xuất viện. Các bác sĩ rất vui vì người phụ nữ hồi phục tốt và khối u cũng chưa gây ra bất cứ tổn thương nào cho nội tạng.